Chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Hôm nay em xuống em cập nhật lại cho quý anh chị và nhà đầu tư cái trục đường liên cảng phía đông nam của huyện Nhân Trạch. Đây còn gọi là đoạn đường Trường Chinh đó anh chị. Trục đường này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của huyện Nhân Trạch, là cửa ngõ phía đông nam kết nối trực tiếp huyện Nhân Trạch với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị nhé. Thì sau này quý anh chị và nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây, Bình Dương đi Bà Rịa Vũng Tàu thì anh chị không cần phải đi theo đường quốc lộ 51 nữa anh chị, mà anh chị đi theo con đường vành đai 3 xuống trực tiếp huyện Nhân Trạch, đi theo con đường Trường Chinh này xuống thành phố Bà Rịa Vũng Tàu anh chị nhé. Hiện tại thì đoạn đường Trường Chinh đang được mở rộng từ trung tâm khu công nghiệp huyện Nhân Trạch, là ngay vòng xoay ngõ 5 tại đường Trần Phú, đường Trường Chinh và đường Nguyễn Văn Cừ xuống dự án HUD và dự án xây dựng Hà Nội anh chị nhé. Và xuống khu vực phía đông nam này ra cảng Phước An cũng như là ra cầu Phước An kết nối với thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Trước mắt quý anh chị là đoạn đường Trường Chinh đi giao với cầu tốc Bến Lức Long Thành anh chị nhé. Thì đoạn cao tốc Bến Lức Long Thành đi qua cái khúc đường Trường Chinh này thì đã gác dầm rồi anh chị. Mới gác dầm vào 2 tháng trước ở huyện Nhân Trạch. Khu vực này thì thi công rất là mạnh anh chị nhé, rất là nhiều cái máy móc cũng như là nguồn nhân lực nhằm hoàn thiện cái con đường Trường Chinh này. Thì con đường Trường Chinh này nó có hẹn với quý 2 năm 2024 này anh chị, là tầm khoảng 6 đến 9 tháng nữa thôi là cái cảng Phước An của huyện Nhân Trạch đó thì sẽ đưa vào khai thác. Tệ nhất là một cái cầu cảng container anh chị nhé. Đó là cái mục tiêu của huyện Nhân Trạch nhằm khai thác cái khu vực phía đông nam của huyện Nhân Trạch này. Khu vực ấp 5 xã Long Thọ và ấp Bà Trường của xã Phước An là khu vực rất là thưa dân anh chị nhé. Nhưng mà trong cái giai đoạn tới từ năm 2023 đến năm 2032 là chu kỳ 10 năm này thì cái giai đoạn này rất là phát triển anh chị. Giai đoạn này thì nó gồm ấp 4, ấp 5 xã Long Thọ, ấp Bà Trường, Vũng Gấm của xã Phước An tới chạy tới trung tâm xã Phước An đó anh chị, là 4 ấp thuộc 2 xã anh chị nhé. Khu vực này hiện tại thì giá cả rất là thấp, nên là do cái vị thế của con đường Trường Chinh này, nguyên nhân giá nó thấp vì con đường Trường Chinh này trước đây á thì không có xe di chuyển anh chị nhé. Thì khu vực dưới này á thì không có khu công nghiệp nè, không có kết nối hạ tầng với các cái khu vực liên quan nè, cũng như là cái vấn đề về nông nghiệp của huyện Nhân Trạch đó thì do cái vấn đề công nghiệp hóa nên là vấn đề về nông nghiệp nó không được chú trọng, do vậy nên là số lượng xe xuống khu vực này rất là ít, do vậy nên là cái giá cả của bất động sản nó thấp anh chị. Còn trong cái thời gian tới khi mà khu công nghiệp 7, cảng Phước An, cầu Phước An thì ba cái hạ tầng này cực kỳ lớn ở huyện Nhân Trạch thì cái lượng xe đổ vào khu vực này nhiều thì giá thành bất động sản khu vực này nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Tính về cái nguyên tắc đầu tư á thì anh chị sẽ đổ tiền vào cái khu vực không có dân cư, và khi nó xây dựng dân cư nhanh thì cái bất động sản đó sẽ kiếm lại lợi nhuận cho anh chị rất là cao anh chị nhé. Thì theo đánh giá của Sông á thì khu vực này trong cái chu kỳ mới thì anh chị đầu tư là cực kỳ tốt anh chị. Vì theo cái sự phân tích của Sông và theo cái video quay trực tiếp đường Trường Chinh là từ đoạn đường giao giữa Hùng Vương và đường Trường Chinh đó anh chị,
xuống khu vực cầu cảng Phước An này thì rất là nhiều máy móc cũng như là đường đang được thi công rất là mạnh anh chị nhé. Với vốn đầu tư khu vực này, với vốn căn bản của đoạn đường 2,5 km là 1.000 tỷ đồng, kèm theo các cái việc mà có cái công trình mở rộng nữa anh chị, mở rộng đường Trường Chinh đoạn từ ngõ 5 giao với Trần Phú xuống tới đường Hùng Vương thì và xuống tới giao với cao tốc Bến Lức Long Thành đoạn được mở rộng nữa, thì với cái vốn khu vực này lên tới 1.500 tỷ đồng. Đó là cái phần vốn đủ để kéo cái bất động sản khu vực này nhân 2 nhân 3 giá trong thời gian trong tương lai anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị và nhà đầu tư đã xem kênh review bất động sản Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Đoạn đường cuối cùng của đường Trường Chinh, khu vực đi vào Đầm Tôm và bắc qua Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là vào cái cảng Phước An đang được thi công rất là mạnh mẽ anh chị nhé. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.